Đấu dây loa như thế này đúng hay sai hay là còn thiếu? Chỉ một phút thôi, anh em xem hết video clip này nhé. Một số anh em sử dụng dây chằng như thế này, mình bắt trực tiếp vào cọc loa âm ly của mình. Đó, anh em bắt như vậy nhé. Bắt như vậy thì cũng đúng thôi, nhưng nó sẽ có một số nhược điểm như thế này. Lõi đồng rất là dễ bị oxy hóa, và nếu chúng ta bắt không cẩn thận thì nó rất là dễ bị chạm chập hư hỏng thiết bị của chúng ta. Và bắt như thế này nó rất là lỏng lẻo, rất là dễ bị tụt dây, anh em có thể nhìn thấy. Và cắt bắt thứ hai thì chúng ta sử dụng rắc bắp chuối cắm trực tiếp vào như thế này, rất là chặt, và cắm như thế này thì nó sẽ cho độ tiếp xúc cực kỳ là cao, rất là chuyên nghiệp nhá. Và trong video clip này em sẽ hướng dẫn anh em và các bác để mình có thể bắt được một sợi dây loa bằng rắc loa bắp chuối. Anh em có thể nhìn thấy nó sẽ có hai ốc vít hai bên như thế này. Chúng ta cho dây vào và cố định hai ốc vít lại là xong. Đó, hai cực âm dương phân chia rõ ràng nhá. Anh em có thể nhìn thấy cực kỳ là đơn giản, cực kỳ là dễ dàng và rất là tiện lợi. Anh em nào cũng có thể tự làm được tại nhà nhá. Đó, chúng ta tiến hành cắm vào. Một số anh em bảo là như thế này là được rồi, nhưng chưa đủ đâu nha anh em. Khi anh em mua những chiếc rắc bắp chuối này thì bên tất cả các shop người ta sẽ tặng cho anh em những chiếc co nhiệt như thế này. Chúng ta về bỏ vào. Thứ nhất thì nó sẽ phân biệt âm dương. Thứ hai thì nó sẽ hạn chế được tối đa sự chạm chập nếu không may anh em cắm nó bị chạm nhau nhá. Rồi, anh em có thể hưởng thành quả bằng cách cắm vào như thế này. Rất là êm ái, rất là chuyên nghiệp và rất là nhanh gọn nhé.